Hello everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại Begin Health VKT. Hôm nay Health vào lại con 4.000 tỷ lực chiến của Health để đi nhập code đồ nhận quà săn boss cái nào. Hôm nay chắc đi đồ sát mà không biết bên map của Health nó còn boss cao không ta. Ôi, còn. Ôi, boss cao tôi còn bồ ơi. Mày xét. Sao mà sống nổi. Nào, đâu rồi. Ôi, lâu quá mới vô lại à mấy bạn ơi. Kim Nguyên Bảo cũng còn 4 viên 20 củ. 190 mấy viên này. Ok, để ghép lại luôn ha. 19 nè ha. Ôi, viên 100 củ đâu rồi ta. Ôi, được 4 viên 100 củ ông ơi. Wow. Đây đây, ôi vậy dễ nhìn hơn nè ha. Không gì. 1 2 3 4. Trời, ship đều ghê. Nào, có viên nào 20 củ không? 20 củ, 20 củ. Ôi có 2 triệu rồi mấy ông ơi. Đáng thế nhỉ. Trời ơi. Ok, không sao, còn một con nữa. Đâu rồi? Thường là các bạn đi bắt mấy con này thì nó sẽ có cơ hội rớt ra được Kim Nguyên Bảo 20 triệu của các bạn. Nhưng mà mấy con này thì các bạn cũng thấy rồi đó. Nó hơi bị hên xui lắm. Đây. Rồi, 4.000 tỷ lực chiến mà bồ. Trời ơi. Trong khi đó thì Heo sẽ đi nhập code nữa. Đây, nhắc lại thông tin server cho anh em nào chưa biết á. Tiên kiếm kỳ hiệp gần Moby đã open S 46 phần long vào 10 giờ ngày 21 tháng 3 ha. Mới open luôn. Anh em nào có chơi thì có thể tải về trải nghiệm nhập code đồ lên lực chiến tỷ tỷ như heo nè ha. Đó, game thì mỗi ngày đều có code. Này, code ngày, ok, tôi đi nhập code ngày cái server 33 đúng không ta? Đúng rồi, ôi, 20 triệu. Ôi mẹ. 1, 2, 3 rồi đúng không? Trời ơi, không ra được một viên 20 luôn. Không sao, không sao. Ok. Chúng ta sẽ, đâu rồi ta? Ok, nào đi đánh mấy con này luôn. Kiếm vài triệu xỉa răng cũng được. Ok, S33. Ủa, những vật tôi đâu rồi? Ok, lắp ra mẹ nó rồi. Hay fit god. Đâu rồi. Ok, nào hồi nãy giờ không có co, không có quà ha. Bây giờ nhập god vô là quà nó sẽ vô thôi. Chỗ này khó khăn lắm nên không có quay lúc nhập code được nên là anh em thông cảm ha. Có gì anh em kéo xuống phần mô tả cũng như là bình luận để mà xem ha. Có link ở dưới, link game, link fanpage đồ cái kiểu. Qua đó có thể xin code ha, qua like share gì đó thêm ha. Đấy, đây là phiên bản tiền tỷ ha. Ok, tiền đúng chất là tỷ luôn đó. Trời ơi. Rồi, Kim Nguyên Bảo đang vô rất nhiều. Ủa có không ta? Khoan từ từ, để đi nhập hết mấy cái code. Ôi, hết hẹn rồi. Ôi, đây 3 với 4 đúng không? 3 với 4, rồi vẫn chưa thấy luôn. Cái quan trọng của Heo là Heo muốn thấy cái viên 20 triệu. Vứt cái này đi, bán đi. Hồi nãy giờ không có xài mà để đi ghiếc. Nào. Ok, đây này có vé boss à. Ok anh em ơi. Ủa. Ok, để giết con này xong rồi mình đồ sát con này xong rồi lại tính tiếp. Quên. Ok. Để coi ghép đổi. Được một viên nữa nè. Được một viên 20 nữa. Wow. Để coi chế tạo bảo thạch 20 full nè ha. Ở đây công 20. Ôi, đây hũ nè. Hũ này hũ hường hả? Hũ hường.
thủ Hường có 20. Khoan, từ từ. Thủ lực lượng. Vậy là chúng ta cần một viên thủ Hường. Đúng rồi, đổi lực lượng thủ bảo hạch, công bảo hạch. Đây, hình như là thủ này đúng không? Đúng rồi, nó đó. Đổi thôi. Vinh dự là bao nhiêu mới đổi được một viên này? 50 hả? Ôi, chúng ta mới có được có 6.000 à. Chua lắm, nhưng mà không sao, vô phúc lợi. Ừ, đấy, nhận quà ở đây nữa nè. Đó, lụm tiền. Ok, rất nhiều tiền luôn. Con boss hồi nãy quan trọng là không biết được bao nhiêu, nhưng mà đây là nhiều đó. Ok, rồi ghép lại nào. Ghép lại chắc cũng được cả mớ. Ui, được 900 triệu. Wow. Nào, hót ra tiếp nào. Ở đây có bộ tỷ lệ ra kim nguyên bảo hiếm quá. Lên boss VIP coi. Ôi, boss VIP cao hơn mấy ông nào đồ sát hết rồi. Đồ sát hết rồi bầu ơi. Ôi ơi, chắc cũng đang đi đồ sát mấy con Hường luôn hay gì nè. Mấy con 700 mấy này không ai đồ sát ha. Ok, không ai ăn thì mình ăn. Đây, rồi về cho dễ nhìn luôn. Ok, 20 có 2 viên, 100. Ok, rồi đi vô ghép vỡ lòng, đi vô sử dụng cái viên đá 20 kia coi. Đâu rồi ta? Ở dưới này đúng không? Đây, bỏ thủ 20 đây. Trời ơi, ôi, 4.398 tỷ lực chiến. Ok, điểm này ha. 2, 4, 6, 8, 9. 9 là tỷ nè ha. Chục tỷ, trăm tỷ, nghìn tỷ. Đây. Ủa, nhưng mà con này. Rồi, xong rồi, hỏi đánh. Đánh đấm gì nữa? Nó búp cái khiên gì sao đánh? Hèn chi. Thôi, má búp cái khiên vậy rồi đánh đấm gì. Ôi, ăn không nổi ông này rồi. Ông này S 44 mà. Ôi, chắc ăn top hay gì nè. 20. Ủa, đâu phải đâu. Boss này giờ về ai vậy ta? Thôi, để cho anh ấy anh đi ăn đi. Trời ơi, cái này có chỗ si, có người xí rồi. Thì mình đi chỗ khác. Đây. Ủa, cái này sao không đến được? Hay. Rồi, vậy đi boss khó đỡ vậy. Đây, boss khó. Ok. Rồi. Chạy đi. Săn hai con này nữa là biết được hôm nay mình có gom được tỷ không hả? Cái này ghép lại luôn đi. Ok. Còn mấy viên này là sử dụng để lên cấp thôi. Dạo này A-ship ít lắm. Ok. Ôi, con này đánh xuống máu nha. Chỉ như con kia đánh cả buổi trời không xuống máu. Đá này đá gì vậy ta? 900 mà. Chúng ta làm gì tới 900 đâu mà sử dụng cái đó. Ghép hả? Bảo thạch. Được một viên 17. Đây được một viên 18. Thật khí với bách chiến. Ôi, đam hơi yếu nhỉ. Chắc do mình chăm vào mấy cái đá phòng thủ á, chứ nếu mà tăng mấy cái đá bảo kích đồ này nọ là ngon hơn rồi. Trong shop bán cũng nhiều lắm anh em ơi. Đó, rảnh thì mấy ông vô mà xem. Ê, bạn ship bạn liên server nè. Ôi, lập chiến. Ô, không xem được à. À,
đó đó, ôi bị lực đồ này nọ. Đây đào bảo nè hả, đây có mua được đá để mình nâng lên, nhưng mà thôi để nó đi còn làm gì khác. Gom nhiều nhiều hả, nâng một lần anh em ơi. Ở đây skin đồ nè hả, rồi thẻ kích hoạt gì đây, thẻ kích hoạt sinh tinh tiêu đỏ hả, thần linh. Ok ok, ủa con boss đai rồi hả, ôi đai sớm vậy. À có ông nào đó ông vô ông lụm của mình mà, hèn chi. Ờ hay có ông nào ông đang đi săn boss kìa. Thôi rồi thôi rồi nào. Chơi chơi boss anh giết mà giờ chú tính đi lụm đồ của anh à, mơ à con. Mơ à, ngược theo mà đánh nè. Trời ơi, không biết nhục. Trời ơi. Boss anh đánh xong rồi chú lợi chú ăn, rồi chú lợi chú ngược anh chú đánh à. Trời ơi, dễ ăn quá. Ui nhưng mà dù sao nó cũng mạnh nha. Nó ăn hết một con boss nhanh hơn mình rồi đó. Trời ơi, rồi, ôi. Ô, hôm nay vừa gom được 1 tỷ. Cái gói quà 1 tỷ nè. Ờ hay. Ở đây có 1 viên 20 củ rồi anh em ơi. Giờ còn gì nữa đâu. Nhớ rồi nhớ rồi. Ok ok, gần hết cái đống này. Rồi, ok, làm hết luôn. Ok. Rồi, mở hết luôn, cắn hết luôn, có gì đâu. Cắn hết luôn. Rồi, đây, việc cần làm. Ok. Đó, chủ yếu là lấy 5 viên này. Đó, được 1 tỷ rồi. Ok. Ủa quan. Ủa 5 viên 20 mà. Ủa. Ơ hay. Thiệt luôn á bồ ơi. Đây 5 viên 20 mà. Cái này anh em có thể đi vượt hải phó bản đồ cũng được nha anh em ơi. Thiệt luôn á. Đi đánh phó bản kiếm thêm mười vé nữa. Ôi cắn tạm cái này, biết đâu hên hên thì nó lên. Thiệt luôn bạn ơi, không biết nói là sao luôn. Cổ vũ hả, cổ vũ luôn nè. Đó, hy vọng là chút ra là được mua hút luôn à. Ok, cắn hút luôn. Chưa thấy kim nguyên bảo nha. Mỗi khi là đánh cái này là ra kim nguyên bảo nhiều lắm. Mà dạo này hôm nay sao á chứ. Mỗi lần đánh boss là cũng ra được 20 triệu á. Mà nay đi kiếm boss, đánh boss không ra 20 triệu. Buồn gì đâu luôn á. Ok, ôi ở ngoài mà kiếm được dễ vậy thì cũng đã, cũng khỏe các bạn ơi. Đâu rồi, đâu rồi, ôi à, của tôi nè. Ôi set bách chiến. Ồ ok quá phê rồi, chịu khó chạy đây thôi. Ui, mà nãy giờ chưa được 1 viên kim nguyên bảo nào luôn á. Ờ hay. Ở đây nãy giờ chưa các bạn ơi, không thấy 1 viên kim nguyên bảo nào luôn. Ôi tôi không biết tôi có chọn sai nền văn minh hay không. Wow, ở trong này có tầm bảo đồ nè. Đổi quà hả. Ôi đá cấp 10 hả. Ôi tí nữa thì tưởng nó cấp 20 rồi đấy. Đá cấp 10 thì thôi, xin kiếu. Bỉnh vật hả. Ôi tính ra chưa bao giờ tôi đi nâng cấp mấy con này luôn á. Ngộ giác, ngộ giám định. Kỹ năng hả. Ok. Học nè hả.
Ủa sao không học được? Phòng ẩn linh thú. Ôi vẫn chưa thấy viên kim nguyên bảo nào. Thôi anh em nào có chơi thì có thể tải về trải nghiệm ha. Link em sẽ để dưới phần mô tả cũng như là bình luận ha. Lâu lâu vô thăm lại à, kiếm tỷ mà chưa đủ các bạn à. Nãy giờ được có 2 triệu à. Ê nhưng mà ăn được đủ rồi nè. Rồi không cũng không được luôn. Rồi ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.